Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ các công trình dự án trên địa bàn huyện Mai Sơn. Tham gia ý kiến vào dự thảo luật điện lực và thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Hội nghị trực tuyến Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2 sẽ diễn ra chính thức vào ngày 22-23 tháng 10 tại tỉnh Sơn La, Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, Lào. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 15 tháng 10, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình dự án lớn trên địa bàn huyện Mai Sơn. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Mai Sơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan chính trị hành chính huyện Mai Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư trên 185 tỷ đồng, quy mô diện tích xây dựng 4.443 m2, đến nay đã giải phóng mặt bằng được 2,6 trên 4,8 ha, đã điều chỉnh kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thu hồi đất, đã thi công xong phần thô khối nhà 5 tầng, đang thi công phần hoàn thiện, khối lượng thi công đạt khoảng 40% giá trị gói thầu. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh cũng đã kiểm tra dự án đường giao thông từ tiểu khu 26 tháng 3, xã Cò Nòi đến tiểu khu 10 xã Hát Lót, có tổng chiều dài gần 9 km, tổng mức đầu tư được phê duyệt là 500 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn, toàn tuyến có tổng số 540 hộ gia đình, tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng phải di rời. Đến nay, đã hoàn thành phê duyệt 21 đợt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho 279 trên 540 hộ gia đình cá nhân, số tiền phê duyệt gần 81 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn cho biết, trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, huyện Mai Sơn đang gặp khó khăn vướng mắc về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, bất cập trong hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công. Hiện, các ngành chức năng của huyện đã và đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án. Đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, huyện Mai Sơn lựa chọn Đảng bộ xã Hát Lót tổ chức đại hội điểm. Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đang được triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng thời gian quy định. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng, mở ra hướng phát triển không gian đô thị của huyện. Do vậy, cấp ủy chính quyền địa phương phải chung sức đồng lòng, quyết tâm cao, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của công trình, tổ chức nghiệm thu khối lượng, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, phối hợp với các sở ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên các vị trí điểm nghẽn, nút thắt cần thông tuyến, tăng cường tuyên truyền mục đích ý nghĩa của dự án với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện để nhân dân hiểu, đồng tình ủng hộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 15 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo luật điện lực và luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Đồng chí Tráng A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh có liên quan. Tham gia ý kiến vào hai dự thảo luật sửa đổi, đại đa số các đại biểu đều đồng tình và nhất trí cao với sự cần thiết khi Quốc hội đề xuất sửa đổi trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội và nhân dân. Để thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển điện lực và hệ thống doanh nghiệp trước yêu cầu mới của thực tiễn quản lý và để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, hội nghị nhận được 15 ý kiến tham gia góp ý đối với hai dự thảo luật sửa đổi. Trong đó, đối với dự thảo luật điện lực sửa đổi, đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn trách nhiệm quy định trong luật liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực, các quy định của luật trong việc giao đất, giải tỏa, đền bù liên quan đến đất phục vụ công trình điện, đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển điện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề khác liên quan đến sự phát triển của các thủy điện trên địa bàn. Bởi Sơn La là một trong những địa phương có số lượng lớn các nhà máy thủy điện lớn, nhỏ hoạt động, đóng góp lớn cho thu ngân sách của địa phương. Tham gia ý kiến vào luật doanh nghiệp sửa đổi, đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn về từ ngữ quy định trong luật, đồng thời cân đối một số mức thu phù hợp đảm bảo nguyên tắc phát triển hài hòa giữa xây dựng doanh nghiệp và đóng góp ngân sách địa phương. Các ý kiến tham gia cũng cho rằng việc thể hiện các quan điểm trong dự thảo luật còn chưa được đầy đủ, toàn diện và chưa nhất quán. Do vậy, đề nghị cần phải tiếp tục rà soát để điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tráng A Của đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tập hợp các ý kiến đóng góp tại hội nghị để kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các dự thảo luật phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi khi các luật được ban hành. Sáng nay, ngày 15 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố có cụm công nghiệp được xem xét, thành lập, mở rộng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản về triển khai thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư và thành lập cụm công nghiệp theo Nghị định số 32 ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tư vấn liên ngành tháo gỡ một số vướng mắc trong chấp thuận chủ trương đầu tư và thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quyết định số 2025 ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội đồng đánh giá có nhiệm vụ xây dựng, ban hành tiêu chí, mức điểm tương ứng phù hợp theo quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, tổ chức chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá tiếp thu ý kiến của các thành viên, sớm ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng sát chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tuân thủ các quy định khi đầu tư các cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố. Sở Công Thương sớm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát, đánh giá hoàn thiện các địa điểm đã có nhà đầu tư và dự kiến thành lập cụm công nghiệp. Sáng ngày 15 tháng 10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thông tin giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2. Theo đó, chương trình giao lưu hữu nghị sẽ diễn ra chính thức trong vòng 2 ngày 22 và 23 tháng 10 tới tại tỉnh Sơn La, Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, Lào. Theo ban tổ chức, các sự kiện diễn ra tại giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2 sẽ có các hoạt động như đón, tiễn đoàn Bộ Quốc phòng Lào tại cửa khẩu Lóng Sập, trồng cây hữu nghị, tham quan diễn tập liên hợp, phối hợp đánh bắt tội phạm qua biên giới, thăm đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, hội đàm giữa hai đoàn và ký kết văn kiện hợp tác. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được quốc phòng hai nước chuẩn bị chu đáo. Từ nay đến hôm đấy, Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương để làm sao mà làm tốt tất cả những cái nội dung mà biên phòng được giao đảm nhiệm để chuẩn bị cho cái cuộc giao lưu hai nước đạt kết quả tốt. Có thể nói rằng giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Lào Việt Nam lần thứ 2 là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng và lễ hội lớn của hai nước được sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền các cấp và nhân dân địa phương của Lào và Việt Nam. Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, tiếp giáp giữa 10 tỉnh của hai nước. Khu vực biên giới Việt Nam-Lào được hai nước xác định là một trong những khu vực có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế xã hội. Trong những năm qua, hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ đường biên, cột mốc, phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới, góp phần xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn các hoạt động tội phạm qua biên giới. Thưa quý vị và các bạn, dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng ta, có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, công tác dân vận về thực chất là xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, và đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu, tốt đẹp của Đảng ta. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2024, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Sơn La. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn đồng chí Lưu Minh Quân đã tham gia chương trình. Trải qua các thời kỳ cách mạng thì công tác dân vận luôn được Đảng ta quan tâm, coi trọng. Xin đồng chí chia sẻ đôi nét về vai trò, tầm quan trọng cũng như là truyền thống vẻ vang của ngành dân vận trong thời gian qua. Khái quát và ngắn gọn thì tôi xin được trích dẫn nội dung bài báo dân vận của Bác Hồ viết năm 1949, ngày 15 tháng 10 để khẳng định cái vai trò cũng như là tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng. Đó là lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thế và có thể khẳng định là công tác dân vận đã góp phần rất quan trọng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Thế và công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã tập hợp lực lượng, huy động được sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh thực hiện các cái phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị của đất nước trong từng thời kỳ cách mạng. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành dân vận thì công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Sơn La đã đổi mới như thế nào để đáp ứng vai trò nhiệm vụ trong tình hình mới ạ? Trong những năm qua thì công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Sơn La đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện của các cấp chính quyền, rồi phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị trên địa bàn qua từng thời kỳ. Tôi chỉ xin nêu một số cái minh họa, một số cái minh chứng như là cái việc di dân tái định cư lịch sử để phục vụ cho việc xây dựng công trình thủy điện Sơn La, việc thực hiện các cái nhiệm vụ rất quan trọng liên quan đến mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát ma túy ở trên địa bàn, hay gần đây đó là cái việc mà tuyên truyền vận động người dân đồng thuận để mà thực hiện cái phòng chống đại dịch Covid-19. Thế và nếu nói ngắn gọn thì có thể nói là công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh trong thời gian vừa qua đã tạo ra sự đồng thuận của người dân. Thế và chính điều này thì đã góp phần thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong thời gian tới thì công tác dân vận của tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục được đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay? Một là vẫn phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Cái điểm thứ hai là vẫn phải chú trọng và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cái công tác dân vận chính quyền cũng như là các cơ quan nhà nước, các cấp, rồi đẩy mạnh chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân. Thế rồi quan tâm đến cái việc giải quyết các cái đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân, rồi công tác tiếp công dân. Một cái điểm thứ ba rất là quan trọng đó là vẫn phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Để làm gì? Để mà làm tốt cái việc tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân, để làm tốt cái công tác giám sát, phản biện xã hội, để mà thực hiện có hiệu quả các cái phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các cái chương trình mục tiêu quốc gia. Một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí về những chia sẻ vừa rồi ạ. Xin chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Chuyên nghề gắn với lao động trị liệu cho học viên cai nghiện ma túy. Vào đây thì được các thầy cô dạy dỗ, truyền đạt, truyền dạy nghề, giúp tôi suy nghĩ thấu đáo hơn. Giờ đây tôi nghĩ ý lại rất ân hận và tôi sẽ quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Tiếp tục chung tay ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 15 tháng 10 tại huyện Bắc Yên đã diễn ra hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Hội thảo do Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Yên khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức. Tham gia hội thảo có lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La và huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hội thảo đã nhận được 12 ý kiến tham luận về vai trò, vị trí của Hội đồng Nhân dân cấp huyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, khẳng định sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, tổng hợp giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, khảo sát, giám sát và phản biện xã hội, xây dựng và thực hiện pháp luật, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, phân tích những cách làm hay, những đổi mới sáng tạo trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Yên đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến tham luận tại hội thảo. Trên cơ sở kết quả của hội thảo, Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, tham khảo, vận dụng, áp dụng những việc làm sáng tạo, cách làm hay, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đề xuất những chủ trương giải pháp phù hợp trong lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện trong thời gian tới. Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chủ động trong tham mưu đề xuất và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Ngày 14 tháng 10, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có cuộc giám sát công tác quản lý, hoạt động và tình hình tham gia xét xử của Hội thẩm Toán Nhân dân 2 cấp tại huyện Quỳnh Nhai. Đoàn Hội thẩm Nhân dân huyện Quỳnh Nhai hiện có 17 vị. Hàng năm, các vị Hội thẩm Nhân dân huyện luôn tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nghiệp vụ do Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức, qua đó nâng cao kỹ năng xét xử các vụ án. Từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2024, các vị hội thẩm đã tham gia xét xử 178 vụ việc với 356 lượt tham gia, trong đó 168 vụ án hình sự, 10 vụ án hôn nhân và gia đình. Trong quá trình tham gia xét xử, các vị hội thẩm nhân dân đã tích cực nghiên cứu hồ sơ, cùng với thẩm phán đưa ra những phán quyết xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, trong các phiên tòa, hội thẩm nhân dân tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích, thuyết phục, động viên các đương sự, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và tuyên truyền giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân. Tại cuộc giám sát, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, làm rõ thêm các nội dung về công tác phối hợp, xây dựng quy chế hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân, quy trình thực hiện thi đua khen thưởng, công tác kiện toàn và lập dự toán kinh phí hoạt động của hội thẩm nhân dân. Văn phòng tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2024 cho 90 đại biểu là đại diện lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, kết luận hội nghị toàn quốc công tác văn thư lưu trữ của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023, công tác văn thư lưu trữ phục vụ Đại hội Đảng các cấp, công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu của cơ quan tổ chức và hồ sơ tài liệu Đại hội Đảng bộ các cấp vào lưu trữ, công tác thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ, thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư lưu trữ. Thông qua tập huấn, nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ công chức, các cơ quan tham mưu giúp việc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ của Đảng, đồng thời tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ văn thư lưu trữ, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và góp phần tham mưu thực hiện công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Đảng đi vào nề nếp, khoa học, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính trong Đảng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ bản, gia làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng thuộc 7 xã triển khai thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2024 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu học tập các chuyên đề về một số khái niệm cơ bản về giới và lồng ghép giới, vấn đề giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lồng ghép giới, thu hút sự tham gia của nam giới trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Thông qua tập huấn, giúp cán bộ bản, người có uy tín trong cộng đồng nắm vững một số kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới, đồng thời trang bị và nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ bản, người có uy tín trong cộng đồng, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thái độ thực hiện các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách việc làm và thông tin về thị trường lao động cho 86 lãnh đạo xã, công chức lao động, thương binh và xã hội, cộng tác viên văn hóa xã hội, trưởng bản tại 8 xã trên địa bàn huyện Phú Yên. Các đại biểu đã được tuyên truyền về luật lao động, luật việc làm, luật người lao động ở Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, các chính sách vay vốn giải quyết việc làm, chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động, các nội dung trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo thống kê, hiện nay huyện Phú Yên có gần 26.500 người lao động làm việc trong và ngoài huyện, xếp thứ 2 trong toàn tỉnh. Sau hội nghị, đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về chính sách lao động việc làm đến người dân, góp phần tạo việc làm, bảo vệ quyền lợi của người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Điểm Vệ Tinh Thuận Châu đã tập trung triển khai các phác đồ điều trị chữa bệnh cho người nghiện ma túy. Trong đó, giai đoạn lao động trị liệu, truyền nghề cho học viên được Điểm Vệ Tinh đặc biệt quan tâm. Đây là giai đoạn có thời gian dài nhất bởi không chỉ giúp người bệnh nâng cao thể lực, mà còn giúp họ dần thích nghi với thói quen lao động trước khi trở về hòa nhập với cộng đồng. Học viên Quàng Văn Hiệu ở bản Trạm Lóng, xã Triềng Bằng vào Điểm Vệ Tinh Thuận Châu cai nghiện từ tháng 12 năm 2023. Khi vào đây, học viên Hiệu đã được khám sàng lọc, phân loại sức khỏe và mức độ nghiện và được các thầy cô truyền nghề khâu bóng gắn với lao động trị liệu đã giúp Hiệu nhận ra giá trị lao động. Vào đây được các thầy, các cô hướng dẫn tận tình mới nhận thức được là con đường trước đây của tôi đi là sai trái, là ân hận. Bản thân tôi hiện tại bây giờ sẽ cố gắng vượt qua mà sẽ đứng lên bằng đôi chân của tôi. Sau này ra ngoài xã hội thì để cho bản thân mình sẽ tìm được công việc cho bản thân tôi. Tại đây, người cai nghiện sau thời gian cắt cơn thực hiện cách ly theo quy định và thời gian học tập nội quy quy chế, được tham gia các hoạt động lao động trị liệu để rèn luyện ý thức, thói quen lao động và rèn luyện sức khỏe. Đây vừa là hình thức trị liệu vừa truyền nghề cho học viên tại cơ sở. Do mà chơi đua đòi, tôi dùng tử, sau dùng nhiều lần thì thành nghiện. Vào đây thì được các thầy cô dạy dỗ, truyền đạt, dạy nghề, giúp tôi suy nghĩ thấu đáo hơn. Giờ đây tôi nghĩ lại rất ân hận và tôi sẽ quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Hiện tại, Điểm Vệ Tinh đang chữa trị cai nghiện cho 134 học viên. Các học viên vào đây đều được truyền nghề, giúp người cai nghiện hiểu được giá trị của sức lao động, nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Có rất nhiều nghề để học viên tham gia đào tạo làm việc như khâu bóng, làm thủ công, mây che đan, trồng rau, chăn nuôi. Để công tác truyền nghề được đảm bảo thì cán bộ truyền nghề cũng đã làm việc phối hợp với bộ phận y tế để hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục cho anh em học viên biết về công việc của mình được truyền. Qua đó anh em học viên cũng đã ổn định tư tưởng để nắm bắt được nghề mà mình được truyền. Nghề được truyền thì cũng không đòi hỏi về kỹ năng kỹ thuật cao, cho nên anh em học viên tiếp cận cũng nhanh và rất phấn khích vui vẻ trong công việc. Và để sau này ra tái hòa nhập cộng đồng, họ sẽ dễ dàng xin được việc. Thông qua việc đào tạo nghề, truyền nghề tại Điểm Vệ Tinh Thuận Châu đã giúp những người lầm đường lạc lối sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện trở về địa phương có cơ hội tìm việc hoặc tự tạo việc làm. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhất, tiếp thêm niềm tin cho học viên, xóa bỏ mặc cảm, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và phòng chống tái nghiện hiệu quả. Ngày 15 tháng 10, Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La phối hợp cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức trao tặng dê giống cho các hộ nghèo tại xã Mường Sài, huyện Quỳnh Nhai. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tại các xã đỡ đầu. Từ tháng 8 năm 2024, Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai hỗ trợ mô hình nuôi dê sinh sản cho các hộ nghèo tại xã Mường Sài phát triển kinh tế gia đình. Trong đợt đầu tiên, 6 hộ nghèo đã được nhận 12 con dê giống. Tiếp tục trong đợt này, 24 hộ nghèo khác của xã cũng được hỗ trợ. Mỗi gia đình nhận một cặp dê giống, tổng cộng 48 con dê, với trị giá 200 triệu đồng. Kinh phí do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Kinh Đô, Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên K50 tài trợ. Được giao giúp đỡ xã Mường Sài. Trong thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, khảo sát thực tế, tìm hiểu nhu cầu của bà con nhân dân để thực hiện các chương trình hỗ trợ phù hợp. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được thực hiện như trồng dứa phủ màng nông nghiệp, măng tre bát độ và nuôi dê sinh sản, góp phần hỗ trợ 35 trên 47 hộ nghèo của xã. Các hoạt động này góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão gây ra trên địa bàn tỉnh những tháng vừa qua, bằng tình cảm và vật chất, nhiều tập thể cá nhân, nhà hảo tâm đã chung tay sẻ chia giúp bà con vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh vơi bớt khó khăn, vươn lên khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Thực hiện lời kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phát động từ ngày mùng 2 tháng 8 với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Sau hơn 2 tháng phát động, đến ngày 14 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mai Sơn đã tiếp nhận ủng hộ từ các nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ của 235 tập thể cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện với tổng số tiền trên 10 tỷ 260 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mai Sơn cam kết số kinh phí đã tiếp nhận sẽ được phân bổ sớm nhất đến các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, góp phần làm vơi bớt những đau thương mất mát, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân. Nhằm chia sẻ khó khăn giúp người dân vùng cao khắc phục hậu quả do mưa lũ, từng bước ổn định cuộc sống, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ cùng các nhà tài trợ, nhà hảo tâm của tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và trao tặng 514 phần quà, tổng trị giá 306 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3 Yagi tại hai xã Mường Men và Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, bao gồm tặng 14 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ 14 gia đình bị sạt lở phải di chuyển nhà, 500 suất quà bằng hiện vật, mỗi suất trị giá 560.000 đồng, bao gồm gạo, mì tôm và các loại gia vị thông dụng khác. Những phần quà do Hội Chữ thập đỏ cùng các nhà tài trợ, nhà hảo tâm của tỉnh Đồng Nai trao tặng hai xã Mường Men, Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ là nguồn động viên chia sẻ những khó khăn với mong muốn các hộ gia đình sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Ngày 14 tháng 10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân đã hỗ trợ 5 gia đình trên địa bàn huyện Mộc Châu bị thiệt hại do bão lũ. Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Vietcombank Thanh Xuân đã hỗ trợ 5 hộ trên địa bàn huyện Mộc Châu bị thiệt hại do bão lũ với số tiền 100 triệu đồng. Tối ngày 14 tháng 10, huyện Bắc Yên đã tổ chức giao lưu văn nghệ câu lạc bộ xứ Mường với chủ đề Mừng đất nước đổi mới. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Yên 29 tháng 9 năm 1964, 29 tháng 9 năm 2024 và 60 năm ngày thành lập huyện Bắc Yên 20 tháng 10 năm 1964, 20 tháng 10 năm 2024. Tham gia đêm giao lưu văn nghệ có hơn 200 diễn viên quần chúng của 12 câu lạc bộ xứ Mường đến từ các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, các huyện Bắc Yên, Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã, Phù Yên và thành phố Sơn La. Các câu lạc bộ đã biểu diễn các màn hát múa đặc sắc ca ngợi đất nước quê hương Bắc Yên đổi mới và tái hiện các nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Thái Mường, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ. Chương trình là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống, giàu bản sắc vùng dân tộc Mường. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.